các bạn. Hôm nay Savimax sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy thái thuốc nam, thái thuốc bắc. Thực chất các bạn cũng thấy là việc thái thuốc nam, thuốc bắc thì đối với các nhà thuốc đông y luôn là một cái công việc khá là mất nhiều thời gian. Với bây giờ một chiếc máy thái thuốc nam và thuốc bắc Savi như thế này thì công việc đấy sẽ dễ dàng rất là nhiều. Như bạn thấy một cành cây gỗ rất là to, chúng tôi đang test thử với một cành, đây không phải là cây thuốc mà chỉ là cây gỗ thân cứng thôi. Các bạn thấy là nó thái rất là nhanh, không có sự đình trệ, cây được đưa vào liên tục và thành na rất là đẹp. Một chiếc máy như thế này thì năng suất có thể đạt từ 1 tạ đến 2 tạ trên 1 giờ. Như vậy đối với các một cơ sở sản xuất đông y thì các cái máy này nó sẽ rất là tiện dụng. Và điều đặc biệt một chiếc máy này thì nó sẽ có hai chức năng. Thứ nhất là thái lát như thế này, các bạn thấy đối với những thân cây cứng thì chúng ta có thể thái lát. Và lát thái nó rất là mịn, chứ nó không bị sơ. Vì thế mà khi mà chúng ta phơi như là chế biến thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chiếc máy thái này do công ty Savimax đang phân phối trên thị trường gia công. Các bạn có thể đặt hàng theo số hotline ở trên website Hà Nội là 0974813007 hoặc là Sài Gòn 0988397733. Chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc tận nơi cho tất cả các bạn. Đó, bạn nhìn thấy cái dao cắt gần mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đối với những thuốc thì ngoài thái lát ra thì chúng ta cần những loại thuốc nhỏ mà chúng ta cần băm từng đốt 3-4cm một. Thì chiếc máy này nó sẽ cho sản phẩm như thế nào. Đây, chúng tôi sẽ test luôn cho các bạn thấy. Chiếc máy nó sẽ có rất tiện dụng của hai cửa. Một cửa vừa rồi là thái lát như các bạn thấy. Và bây giờ cái cửa phía trước của máy thì nó sẽ dùng để thái đốt. Này, các bạn xem cái máy nó băm cũng rất là nhanh thôi. Chỉ một chút là xong ngay thôi. Đó, như các bạn thấy là chỉ mất một vài giây để xong một cái đoạn thuốc như thế. Mà một cái rổ thuốc như thế này thì chỉ mất khoảng vài phút thôi. Đó. Cả lá nhưng mà các lá nó cũng đều cắt đều như nhau từ 3 đến 4 phân. Rồi chúng ta cùng xem cái thành quả của máy chúng ta đạt được nhé. Thứ nhất là về thái lát này, các bạn xem là lát rất là mịn và đều. Cái này mà băm tay thì không biết bao giờ mới xong được. Đó, còn đốt nào ra đốt đó. Cả thân cây và lá rất là đều. Để đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên website thegiemay.vn hoặc savimax.vn. Hoặc có thể gọi trực tiếp theo số hotline của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn.